phòng game cái máy là linh hồn. Phòng game mà các bạn đầu tư cho cái máy cable crossover mà bạn đầu tư máy giỏm là cái thua thất bại, fail toàn tập, không có tầm nhìn, không có chiến lược, các bạn không có tiền. Ở đây tập gì mà vô mày giành nó đi, nó xúc mày luôn á, đúng không? Bố mày tập tại sao? Bố mày thích, bố mày đóng tiền bằng mày, bố mày tới trước mày, mày phải đợi bố mày thôi. Xong mỗi tay qua giờ chắc tin nhắn kể cho em tập được không anh? Không, anh đang tập nha, đúng không? Rồi xong tập tiếp, sau đó nó vậy, xong một hồi cái lỗi quá tập tay sang má là thường xuyên bận. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Chào chị các bạn, đến với chương trình vlog thực hành của Duy Nguyễn. Hôm nay Duy Nguyễn được khoe tiếp cái máy nữa các bạn. Vlog thực hành là mục đích chính như là nhất là đam trẩu, thứ hai là khoe phòng game, thứ ba là nổ máy tập đó, và thứ tư mục tiêu là kiếm lợi nhuận cho phòng game. Thứ tư cái quan trọng đó. Chứ làm video like nhiều, coi nhiều mà không xe là một, không like là hai nè, không tập game là ba, không mua súp là bốn, này chơi sao bệt, đúng không? Tao đầu tư tao tiền bạc tao làm video quá trời luôn. Nhớ mục đích chính là phải vậy nha. Đây là cái máy tập thế hệ, nó giống như là cái máy cable crossover nhưng mà nó là máy mini đó, mình kêu là mini cable crossover. Giá tiền nó rẻ hơn kia, hơn kia 150 cũ, này chắc chừng 101 rẻ hơn. Nó thường xuất hiện ở trong những khách sạn 5 sao, nó thường xuất hiện ở trong những biệt thự cao cấp, nó thường xuất hiện trong những cái phòng tập diện tích nhỏ nhưng mà sang. Tại cái máy này nó không phải rẻ nhưng mà được cái nó nhỏ, nó nhỏ thì nó gọn đó, mà nói chung là THOL đầu tư hai luôn cái khủng đằng kia. Bữa hôm tập bài ép ngực rồi đúng không, còn qua máy này không chơi ép ngực nữa. Nếu mà ép ngực nữa thì nó trùng máy. Nhưng mà thật ra là hai cái máy này tính năng nó như nhau nha các bạn, nên các bạn có thể là tập máy này hoặc tập máy kia trong trường hợp bạn thích. Ví dụ tôi thích tập máy này, tôi thích tập máy kia, hoặc là máy kia có thằng kia tập tôi ghét nó, tôi không thích tập chung, nhớ qua máy này tôi tập. Game mà mâu thuẫn tà lưa hết ra, nhiều khi nhìn mặt má ghét bỏ mẹ luôn, tập chung vợ mình thì sao vợ? Nó hiểu được cái tâm lý này đó, nên anh đầu tư những cái hệ máy tập nó giống nhau để làm chi? Để cho né mặt nhau. Mà cái này nó cần thiết, phòng game cái máy là linh hồn. Phòng game mà các bạn đầu tư vô cái máy cable crossover mà bạn đầu tư máy giỏm là ok, thua thất bại, fail toàn tập, không có tầm nhìn, không có chiến lược và các bạn không có tiền. Ê, máy này Duy sẽ nói là phân tích cho các bạn ép ngực, đẩy ngực, đẩy là press, ép là fly nha. Bây giờ thì giữa cái việc mà ép ngực bằng máy này với ép ngực bằng cái máy bự 150 triệu thì cái nào phê hơn? Trả lời xin thưa, 150 triệu phê hơn. Tại vì sao? Cái đòn tay nó rộng, nó rộng bằng ép vô nó ok hơn. Còn cái máy này thì nói chung là dành cho phụ nữ ép, tại phụ nữ tay nhỏ hơn nghe. Phụ nữ ép với con nít ép với là mấy người tay ngắn ép đó. Còn nếu mà nói về đẩy ngực thì này đẩy phê hơn. Đẩy ngực là gì? Tránh tay đòn thấp đúng không? Đẩy cái này vô phê hơn nhiều. Còn trong trường hợp máy này bận qua xài máy 150 triệu đó. Còn giữa đẩy ngực bằng cable với đẩy ngực bằng bằng cái máy dưới máy gì quên ta, Select Drive với lầu 1 hoặc là đẩy ngực bằng dumbbell thì nó khác nhau, không so được. Mỗi cái có lợi thế riêng. Cái máy này thì chỉ so với cái cable này thì mình nên so với cái Select Drive ở dưới, tại cái cơ chế nó ngang nhau đó. Thì ở cái này cái độ freeway nó cao hơn và nó khó tập hơn, nó khó tập hơn đó. Nhưng mà nó được cái ưu điểm là gì? Tập nó cũng tương đối, nó nhanh, cái máy dưới cũng nhanh, máy này cũng nhanh. Nhưng mà cái máy này tập nhìn nó đẳng cấp hơn, tức là cái động tác khó tập á, cái mình tập lên mình cảm thấy là mình đang chinh phục được cái gì đó khó khăn. Và cái thứ hai người ta nhìn vô người ta thấy nó đẹp, và thứ ba lên hình ăn tiền. Cái máy dưới lên hình không ok, máy dưới lên hình cũng bình thường thôi, còn cái máy này lên hình cái này đẹp trai quá. Mà cả hai máy công dụng làm quảng cáo như nhau. Rồi bây giờ sẽ phân tích này, ép ngực với fly. Ép là gì? Ồ lộn, xin lỗi bạn bị lún. Ép là fly, fast là đẩy. Bây giờ thì đẩy ngực với ép ngực trên cùng một cơ chế cable crossover thì nó khác nhau thế nào? Đó, chúng ta cùng nhau tháo cái này ra, đúng không? Chỉnh cái hai mức tạ nó bằng nhau chưa? Nhìn nè, này nó đang trên số 12, còn này nó trên số 11 là nó chưa giống. Đẩy nó lên cái nữa. Đó, hai mức tạ này nhìn giống nhau chưa? Cái này đang là 60 pound, bên đây nó gọi là 70 pound, không giống. Cái máy này tập được mười mấy bài đó bạn. Này những bản đồ nè, kia chưa?
Đó, tập được như đây bài. Nhưng mà thôi, trong vấn đề này minh họa, cái bài quan trọng nhất là bài ép ngực, đẩy ngực, ép ngực và đẩy ngực. Linh hồn của nó là ép ngực và đẩy ngực. Và những cái bài về tay, những cái bài về tay nha. Cái máy là nó vậy thôi. Nói chung đây là cái máy mà máy phức hợp, tập được rất nhiều động tác. Và nó là linh hồn của một cái phòng gym. Phòng gym nó những có cái máy linh hồn và những cái máy vệ tinh nha. Ví dụ như phòng gym của bạn đầu tư, các bạn có thể thiếu cái máy đẩy ngực ở dưới. Bạn có máy đẩy ngực ở dưới thì phòng gym bạn đẳng cấp. Nhưng mà bạn không có cái máy này là cái phòng gym bạn cùi bắp nha. Thấy không? Bạn thấy không? Nó, cái đòn tay nó quá ngắn, bạn không có like được. Bạn muốn like bạn phải ăn da mình đi đây nè. Đó, bạn like vô dây, cái gì like nha. Đó. Cũng được mà nó hơi vướng víu hơn so với kia. Đó. Còn đứng gần là press nha. Press nè, bạn có thể để tay về bằng press cũng được, hoặc là bạn xây về bằng press cũng được, bằng xây về press cũng được, tùy cách press. Press là gì? Nó là cái cơ chế. Có những thằng nó tập mà nhìn đi chang nhau thề luôn á. Bây giờ Duy Lai và Duy Phép đi chang nhau, bạn không biết đâu. Wow. Bạn không biết. Thằng nào mà nó tinh ý lắm, nó professional lắm, nhìn nó mới biết. Chứ không có nghĩa là fly là thẳng tay. Nó không có fly là thẳng tay, tôi để tay tôi fly cũng được vậy. Đâu liên quan gì đâu. Đó. Đó không? Ví dụ có thằng để tay vậy fly hoặc có đẩy, nhìn biết không? Thấy khác khác không? Nhìn kỹ nó mới khác lại là lại nha. Nè, fly, tay cong. Tôi đang fly đó ba. Rồi, press. Hãy nhận biết điểm sai trong tấm hình sau đây. Rồi, giờ làm hai kiểu cho bạn coi luôn nè. Cái này nó hơi nặng, fly thì hơi bị đuối á. Nè, nhưng mà giả sử như đang fly. Không. Ồ, xuống cái tay bên đó chỉ cho, khó lắm, phải giỡn đâu. Chúng chỉ nè, nè fly nha, chu đích ra, gì phải chu đích hết, tập gym đích đẹp mà phải chu, nè, đó, thấy fly không? Thích cao thì cao, mà thích cao thì anh mày cao thôi, khó gì đâu, đâu có ép được anh đâu, nó fly, rồi đẩy. Rồi nhận biết điểm khác biệt đi. Thấy khác không? Em tao hỏi thiệt mấy anh bày thấy khác không? Bắt đầu hết rồi hả? Khác đó. Chúc tao làm chậm low motion lại cho mày coi. Ê nào giấu bình lắc tao đâu rồi? Nên á, đối với cục dumbbell á, hay là cái máy này á, giữa cái fly và cái press, nó khác nhau một chỗ duy nhất. Đó là cái não của bạn. Wow. Cái não của bạn thôi. Cái não của bạn fresh thì nó là fresh. Cái não bạn fly thì nó là fly. Nói câu nghe cùn quá phải không? Là như vậy cái tay này ha. Nè nhìn nha. Cái tay như vậy. Fresh là sao? Là đẩy xuống kịch. Đúng không? Nè fresh nè. Đẩy xuống cái kịch. Đó. Còn cái line nè. Cái line này nó ép vô nè. Nè nó ép vô. Cái kịch. Ủa khác nhau gì đâu, giống y à. Giống y là cái ngực của chúng ta nè, nó đều di chuyển nè, từ đây nè. Đi vô cái kịch. Đi vô cái kịch. Đó. Cái ngực chúng ta thì nó giống. Nhưng mà cái cơ chế vận lực nó khác. Đó. Thì nói về tác dụng y chang nhau không khác gì. Không khác gì. Fly á thì nó nhanh hơn, nó đỡ mệt hơn. Thì chúng ta kết hợp fly nhiều rep. Còn press á là nó nặng hơn, lực khỏe hơn, đẩy mệt hơn. Thì ít press, ít rep lại. Đó. Ngực chúng ta đều ép vô sát nhất. Cả fly và cả press nó đều ép. Nên không có khái niệm cái này là tập là press tốt hơn fly. No. Hai cái đó là hai cơ chế khác nhau. Lấy ví dụ lại, bây giờ vừa nói về một tay minh họa nè. Cái này nè. Đúng không? Đang vị trí này nè, nhìn tôi press nè. Press là đẩy đúng không? Nè đẩy xuống. Kịch. Đúng chưa? Đúng không? Nhưng mà ví dụ nặng quá tay tôi nóng thẳng vậy thì nó cong cong một xíu. Nè, kịch. Nè, kịch. Nè, kịch. Còn fly nè. Nó thẳng lên xíu. Nè, ở ngoài nè. Ép vô nè. Kịch. Thấy không? Thấy chưa? Kịch. Cô chỏ nó vẫn cong thôi, có thằng bắt bẻ mày. Mẹ mấy thằng thánh Google tướng như nháy bán á.
lên mạng ngu mà bắt bẻ. Nó bắt bẻ, ừ mày cong tay là mày sai. Ừ cái đạo nào vậy ba? Ủa cái động tác fly hay rest là do cái não tôi điều khiển cái cơ đi, tao có phương nào cách bật lực ra làm sao chứ. Tại vì có khái niệm cong cơ là sai, bố mà chạy thẳng bố mà cong được không nè, tao fly nè. Cái kia còi gì không? Đó. Còn về rest nè. Đúng không? Nó đâu có dựa vào con chó được, ví dụ tao về cũng làm fly nè. Ok, không sai. Mà như vậy cũng làm fly nè. Đó. Còn giờ nó tập nhanh quá, ai biết nó fly hay nó rest. À, có thằng nó BD. Nói chung là chỗ này các bạn sai nhiều. Sai là chỗ là các bạn không nhận thức được đâu là fly và đâu là press. Nó nên cái bạn tập các bạn cứ thấy thằng Duy Nguyễn tập cái hình vậy đó, bạn tập cho nó giống thôi, nó BD nằm ở giữa bạn. Nó vừa fly và nó vừa press luôn. Lúc có thì bạn ép vô và lúc có thì bạn đẩy. Không phân biệt được. Nên ở cái máy này Việt Nam nó kêu là máy tạ đo tạ vai đôi. Vai đôi nha. Còn tiếng Anh nó kêu là cable crossover. Nè, crossover là chéo chéo vậy nè, qua lại vậy nè. Thì nó là cái máy cable crossover điện tên dễ nhớ vậy đó. Vậy thì á, chúng ta nên tập cái máy này là fresh hay là light? Fresh hay là light? Bây giờ bạn phải suy nghĩ. Bạn phải chọn lựa. Nếu mà tôi fresh, thiếu chai gì máy để tôi fresh. Đúng không? Nhưng mà nếu mà fly á, thì hiếm máy để fly. Đúng chưa? Hợp lý chưa? Logic chưa? Nên cái chỗ này ưu tiên fly nhiều hơn. Đúng không? Tại vì nếu mà nói về press á, chả thằng bố nào qua được thằng ba beo hết. Còn nếu mà nói về cường độ cao, đúng không? Nếu mà nói về cường độ cao, mà nói về tập giảm mỡ, nói về tập này được kia, thì xuống thằng bố ở dưới press đi. Tại sao phải press thằng tên này? Đúng không? Không cấm, nhưng mà nó cái tính chất hợp lý nó không bằng. Tại vì cái máy này là một cái máy nó thường xuyên nó bận trong phòng gym. Vô phòng game máy này nó bận liên tục. Giờ tao bố mày chả thích rep, bố mày tập như vậy được không? Nó thằng cái tập vậy nè. Nó có đang tập gì mày vô mày giành nó đi. Nó xúc mày luôn á. Đúng không? Tao bố mày tập tay sao? Bố mày thích. Bố mày đóng tiền bằng mày, bố mày tới trước mày, mày phải đợi bố mày thôi. Hợp lý chưa? Còn không thích nó hạ xuống nó tập chuột. Nó đứng tập chuột vậy nè. Mỏi tay quá ra nhấn điện thoại cái, qua vô đổi tay. Đâu hợp lực đâu ba. Xong mỏi tay qua ra chết tin nhắn cái. Cho em tập được không anh? Không, anh đang tập em. Đúng không? Rồi xong tập tiếp. Sao nó lên vậy? Xong một hồi cái nó đổi qua tập tay sao? Cái máy này là thường xuyên bận. Fresh thì rest máy này làm gì? Nó rảnh thì mình vô mình fresh để mình biết cảm giác. Đúng không? Còn nếu mà thường xuyên bình thường mà tôi cảm thấy cái máy này khả năng không bận nhiều chạy xuống kia tôi fresh chứ. Thằng Duy Nguyễn nó đầu tư hết rồi mà ba. Nó tính hết rồi. Nó nên cái máy này nó chuyên về fly. Mà nói về ngực á, fly thì bên kia nó fly, bên này nó fly. Máy nào trống tôi nhảy vô thôi. Đúng không? TH là nó giàu lắm, đầu tư máy hai cái giống nhau mà, xô cũng vậy nữa. Cái máy xô này đang bận, đổ lên lầu tập. Đúng không? Giống nhau nhiều máy mà. Tại đầu tư phòng game đẳng cấp 5 sao là người ta tính tới cái chuyện đó đó mấy ông nội. Chứ không phải phòng game đẳng cấp 5 sao là gì, cái tên không mà giờ ông chứng minh cho tôi cái 5 sao của ông là gì. Hả? Vô cái máy tập của ông tập cà kẹt nghe chán thấy bà luôn, đợi máy như quỷ vậy đó. Sao năm sao được nghe. Rồi giờ Di còn có một cái tập bá đạo mà Di Nguyễn thường tập fresh trước lai sau nhiều chiêu lắm em, chịu khó đi theo anh Di nên Di chỉ cho bữa bảo đảm cho phòng game đóng hài luôn, thấy không, phục vụ cuộc sống mà. À hồi nãy hứa chỉ cái tay kia. Ví dụ cái tay này mà xuống nè, hai tay cho nó an toàn ba, rồi ok chưa? Rồi cái tay này xuống mới chua nè. Đó. Cái tay này xuống mới chua nè. Con nào mà không biết xuống tay đâu. Nè, đầu tiên giày. Đúng không? Xong rồi xoay lại, dứt xuống luôn. Thầy hơi chiêu đó ba, tập đi. Có những thế nó khó lắm. Còn có BT nó làm gì? Giờ muốn kiếm chân dài không? Vô em phụ kéo. Đó. Xong em phụ đỡ rồi thử nước hoa nha. Nè nhìn nào không, xuống ha. Nhớ cái lực quay là chỗ nào, cái lực quay giống tập võ đó mấy em. Cái chỗ này nè, cái chỗ lực mình nó mạnh nhất. Đúng không, mình mới quay cái chỗ này chứ không mẹ trên đây quay tập tay chết bà nội. Đó. Còn cái kia nó dễ hơn. Cái thằng kia xuống dễ hơn tại nó rộng. Thằng này nó hẹp xuống khó hơn. Không. Nên các bạn tập không có BT các bạn phải theo dõi clip này nhiều nha các bạn. Thật ra Duy làm cái clip này là không cần BT luôn đó. Nói chung là trong một cái video của Duy dụng ý rất là nhiều.
có thể là đam, có thể là cười, có thể là nói, có thể là hài, nhưng mục chính là chỉ bằng tập đó. Coi clip này cần chi BT, nên bởi vậy mấy BT thù tôi lắm. Có nào ra đường gấp sọt không mày? À, không chơi vậy nha ba. Ba BT tao đâu có chơi lộ hết chiêu đâu, tao bằng mấy chiêu tao đâu có lộ đâu. Nè xuống. Wow, cà phê mạnh dữ. Man chưa? Nhưng mà nặng quá không nổi đâu nha. Nó vừa phải thôi. Nặng quá quanh kia chơi kìa. Rồi, nè press nè, để tay nhấn xuống. Nè, cái cụ tỏ nó đẩy xuống nè. Nó để vậy nè không? Không nên để vậy nha bạn, để vậy nó không có vô nhiều hết đó, mà nó không phải tinh thần của bài này, để vậy là không nên nè. Nhớ nha. Để nè, để vậy nè. Để vậy nè ha. Còn nếu mà căng nữa để vậy. Đó, ép xuống. Chu đít ra, thẳng người. Cái này là ép thì phải like nha. Ủa lộn, cái này là đẩy. Press. Ba. 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 À. Má mỏi quá. Bữa nay quay 3 video về vú rồi. Lên đây là nó mỏi rồi. Ra mồ hôi là biết mỏi rồi đó ba. Press khi bạn thấp người nó khác. Khi bạn cao người nó khác. Bạn cao người bạn press nó dùng ngực dưới. Tức là cái khe ngực dưới của bạn trong trường hợp nó bị rộng á. Bạn press cao người nó vô ngực dưới. Nha. Cao người lên. Còn bạn thấp người nó vô ngực toàn diện. Cái này nó không dùng trên. Nó khỏi lo, ngực trên mà chỉ có nước làm cây đẩy lên thì thôi. Ngực trên phải tập dumbbell. Nhớ. Nên bạn đừng có thấy người ta press cái vị trí người thấp người sai rồi bạn lên mạng bằng comment này nọ nó đập cho chết. Nó ném đá xây biệt thự luôn á. Nó ném đá là xây tay hết, gọi là game center cạnh tâm mới gì luôn á. Nha. Hồi nãy á, nó thấp, gì thấp đúng không? Nè, đó, cao. Cái chuyện thấp người hay cao người nó không ảnh hưởng tới cái trụ. Còn trường hợp mà bạn tập nặng quá, bạn trụ không được á, là nó không phải tinh thần của bài vét trên này. Nó lúc đó qua đứng bè vét đi, vét đó nó sai khối lượng tạ rồi. Đứng cao như vậy, vét ít vô dưới, nhớ. Ít vô dưới, còn thấp vậy. Vô toàn ngực nha. Đó, vị trí nó khác nhau. Bây giờ muốn minh họa rét phép nữa không? Thôi làm cái đi cho bạn hiểu đi chứ nói miệng không bạn nói là Duy Nguyễn tập tạ bằng mồm. Không, hay vô động tác này kêu tìm phù chặt củi nè bạn. Thật ra nó có bài này nha. Má tập cơ liên sườn bao gắt đó ba. Để bữa nào chỉ. Cô phải nói đó. Rồi. Xuống. Kịch một cái bên đây nè không rồi nè press cao mày phải làm sao quay mông tao đẹp ghê không hả mông nó mông vậy không quay quay mặt hoài đó nè đẩy nè một dưới nha rồi. Ngực lớn nha, ngang á. Nó là rest. Mỗi thấy mẹ. Trời ơi, khích rảnh luôn. Bởi vì bạn thấy không, cái vú của Duy á. Cái cặp ngực của Duy là cái như cái rảnh nó đẹp lắm. Tập gym mà được cặp ngực thì ok. Ngực của Duy được cái nó đều, kinh lắm bạn. Giờ Facebook nó khó, ủa YouTube nó không cho cởi đồ nữa chứ. Nhiều khi cũng muốn cởi ghê. Thấy không? Đây rảnh nè. Đó. Thấy rảnh nè. À, hấp dẫn chưa? Bây giờ là Duy sẽ minh họa fry. Ủa lộn. Lú rồi. Fry là của dai. Cái này là fly. Tuột đường. Sáng chưa ăn gì tâm sự mấy đồng chí luôn. Sáng rồi tôi có hộp cơm tôi chết liền. Giờ mấy giờ rồi? Gần 4 chiều rồi. Sống cầm cự biết gì không? Hai muỗng liên đồ 8, một muỗng ao liếp với một đống intra hoặc cao mà chơi nãy giờ đó. Thấy ghê chưa? Thấy phi thường chưa? Bởi vậy ăn được có buổi tối khổ vậy chứ. Chút lên chơi em Rai ăn cơm mẹ nấu. Cái này thì nó nhẹ nha các bạn. Fly thì nãy giờ chỉnh 60 vậy chỉnh 50 thôi để minh họa cho các bạn. Tại vì vừa tập vừa nói á. Nó được tập trung. Đúng không? Chịu khó fly, cái tay gì sao fly, nó không được tự nhiên. Bước lên bước. Đó.
ép nè không, nè cái tay giang nè ha, xong ép vô nè, đó, nó không đâu phải rét đó, là nó phải vậy, nè ép vô. Ép ngực dưới nha, vua của ép ngực dưới. Hồi nãy cái máy dưới là ép ngực ngang, khác, bây giờ tôi ép ngực dưới. Press ngực dưới hay là ép ngực dưới gì nó cũng vô ngực dưới. Nhưng mà press nó chuyên về mạnh và to. Còn fly á là nó săn chắc và nó khít. Nó khó hiểu lắm mà. Nó bị mâu thuẫn á. Dù như vậy thì tôi rep tôi cũng khít khít vậy. Nhưng mà nó khít là do nó bự nên nó khít. Đúng không? Còn cái này nó do nó mâu sành nó khít. Bài này con gái tập được. Tại vì con gái á thì thường thường á hai cái quả đồi nó hơi xa xa. Mình tập này mình kéo kéo lại. Bài này con gái tập được nha, nhớ. Cái bài nào con gái tập được gì nói. Còn cái bài nào con gái không nên tập gì không gì nói. Riêng riêng. Bây giờ tôi chuyển qua. Tôi ép ngược trên. Bài này con gái thì không nên chơi, nó hơi bựa. Đúng không mày? Thấp xuống. Thấp xuống. Thấp nhất luôn. Ngược trên thì nó yếu xìu rồi nha ba, giảm 40 đi. Còn nếu mà nhẹ thì lên, tùy các bạn, thấy không? Tập ngược lại. Tay cầm ngửa. Hai cái tay này không? Thấy không? Rồi đó, minh họa cho biết thôi chứ bài này tập làm khỉ gì. Tập làm màu. Cái bài này nó mang tính chất là motivation. Cái bài này nó tập nó mang cái quỹ đạo đường đi lạ và đẹp. Còn tác dụng của bắp. Có thật. Tác dụng của bắp. Bây giờ Duy á, bạn coi Duy á, là vì những cái bài nào nó mang tính chất quảng cáo á thì nói mẹ nó ra là quảng cáo đi. Đừng tập bài đó. Mà nó có đó nha. Thằng vô chỉnh nhẹ lắm, 30kg một bên. Nó làm đồ ngầu lắm em. Quảng cáo, vô khỉ gì. Vô. Nè, nè. Xong rồi cái đó nó lấy một cái màu xanh này nè. Nó lấy một red thôi làm quảng cáo. Nè. Đó, quảng cáo thôi đó. Nè. Nhưng mà bài này có nha. Bài này có nha. Đó, cái này thì có. Đó, có, không mà chơi hai tay luôn. Bài này thì có nha, tập tay, cắt chuột. Bài này có nha, đó. Cái cổ tay nó khác. Cổ tay nãy là Duy đang ngửa và Duy đang song song lại vậy. Là tập thì nó vô ngực dưới, nó vô ngực trên. Nhưng mà vô không nhiều đó. Còn tập như vậy là vô vai. Nha. Tập gì vô vai trước. Cắt vai trước tốt lắm á. Những cái gì nằm trong video này sẽ là nội dung của ngân hàng câu hỏi của BBT Event bên quận 7. Wow. À, chơi giống như nốt nhạc vui vậy đó. Nha. Đưa video lên hỏi à cái bài tập là bài gì, thách đấu kia mấy nốt gì đó, ví dụ vậy. Giải nhất thì được mấy chục triệu tiền sắp. Nha. Sắp có cái đó rồi. Nên dự án BBT quận 7 hứa hẹn một game center, ô lộn, một event center cực kỳ sôi động để thỏa sức giao lưu, khẳng định anh tài trong thế giới gamer tri thức. Xin thân ái kính chào. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.